một mẫu xe nữa em lên sóng mời các bác nghe mình cùng cảm nhận, mời các bác xem bác nào mà đúng chân bác hãy xem kỹ, xem hết và alo bên em nhé. Và em sẽ quay các bác xem nội thất bên trong, một số những cái vị trí sản nội thất bên trong các bác nhé. Vì đây là một chiếc xe đẹp, em sẽ quay một số vị trí để các bác thấy rằng là chiếc xe này nó chạy ít các bác nhá. Đấy, xe thì cũng được lên một cái màn hình rất là lớn rồi. Và vô lăng này các bác này, vô lăng chạy ít cho nên là vô lăng mới được như thế này nhá. Đấy, vô lăng đẹp chưa? Đúng không? Các bác nhìn mấy con xe Chevrolet Cruze mà được như thế này đâu, đúng không ạ? Đấy, con này thì được sản xuất năm 2011. Và anh này thì anh ấy chạy từ năm 2014 các bác nhá. Anh ấy đăng ký anh ấy dùng từ năm 2014. Đấy, có cái màn hình Android rất lớn, loại xịn các bác nhá, âm thanh cực hay luôn. Gương kính điều chỉnh điện và có cục gương. À, các bác nhìn cho em cái vị trí này nữa. Đấy là cái chỗ mà chỉnh gương này và chỉnh kính này. Đấy, những cái vị trí này nó không bị mòn, nó không bị bong này. Đấy, nhiều con là mòn bong rồi đấy các bác ạ. Đấy, con này chưa bị mòn bong luôn. Và một bộ ghế da xịn. Bộ ghế da xịn các bác nhá. Là da cao cấp đấy ạ. Trần của xe thì vẫn là trần nỉ đẹp. Đấy, xe bên ngoài là lớp sơn màu đen. Bên trong thì đây các bác xem. Lốp dày các bác nhá. Có na răng đúc nguyên bản theo xe và có phanh ABS. À, chiếc xe với động cơ máy 1.6 thì sẽ tầm khoảng 89 lít. Tầm khoảng trên dưới 8 lít thôi. 1.6 thì nếu mà các bác mình đi đường trường thì tầm khoảng 6 lít các bác nhá. Còn loanh quanh tầm khoảng 700 lít. Đây phần đèn pha các bác nhìn này. Đèn pha trong rất là trong luôn. Lốp dày và la lốp đẹp nhá. Dạng cockpit loại tốt. Biển 15 tên tư nhân. Ở chiếc này thì chia sẻ với các bác là anh chủ anh mang sang đây và anh đổi lấy chiếc xe Orlando 7 chỗ bên em, cũng là dòng Chevrolet luôn. Phải nói là anh này là dòng là anh ấy rất thích đấy, là fan cuồng của Chevrolet. Chỉ thích đi Chevrolet thôi các bác ạ. Đấy, anh này rất hay như vậy. Đăng kiểm tháng 9/22 nhá. Với được sơn của xe thì rất là bóng mượt sạch sẽ. Chiếc xe các bác mua về đi luôn. Đấy, đi luôn dùng ngay thôi. Chỉ được đổ xăng và chạy. Đấy, rất là trong đây. Đứng từ vị trí này thì các bác nhìn sẽ được thấy tổng thể thật tấp nô tấp ni. Keo chỉ của xe là không mất phân nào luôn các bác nhá. Cam kết là không bị đâm đụng va chạm và không bị ngập nước thủy kích. Đấy, đảm bảo cho các bác yên tâm. Điều hòa lạnh sâu, gầm sàn rồi thân vỏ của xe là không han gì một mọt nhá. Đây còn đây là phía sau này. Đây, em đi sơ qua một chút, sau đó thì sẽ quay chi tiết cho bác mình xem phần. Đây, bác xem chi tiết nhá. Trước khi đi vào chi tiết thì mình hãy đăng ký kênh và nhấn theo dõi. Nhấn theo dõi để làm gì ạ? Để được xem những mẫu video mới nhất mà bên em tải lên. Đấy, chỉ cần là mình đăng ký ở trên kênh YouTube, mình nhấn thêm hình quả chuông. Trên Facebook cũng vậy, là mình nhấn theo dõi hoặc là nhấn like và nhấn hình quả chuông nữa thì mọi video bên em đăng lên sẽ được thông báo trên màn hình điện thoại của các bác nhá. Sẽ được thông báo trên màn hình điện thoại, các bác tiện theo dõi hơn. Đây, em đang quay các bác xem phần nội thất bên trong đấy ạ. Đấy, bù lông cánh cửa xe chưa tháo vặn này các bác này. Đấy, móc sút quá sáng đẹp. Bậc bệ lên xuống đẹp này. Ghế đẹp này. Đấy, xe không có đề gì cả nhá. Xe không có lỗi các bác nhá. Đấy, chia sẻ cho các bác mình trên video để các bác nắm được về cái tình hình, cái chất lượng của chiếc xe. Hệ thống côn này, rồi hệ thống lái này, rồi hệ thống cần số kia là vào rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Đấy, phanh tay cho đến phanh chân cũng vậy, rất là ăn luôn. Đấy, chân nỉ sáng đẹp nhá. Đấy, các bác xem đây. Hiện tại bên em có một con đời 2012 nữa. Đấy, con này đời 2011. Với cái giá tiền các bác bỏ ra là hơn 200 triệu một chút xíu thôi. Và form giống chiếc xe này thì bên em có một số dòng xe Lacetti nữa. Đấy, các bác biết Lacetti thì nó sẽ không lành bền bằng rồi, đúng không ạ? Dòng này nó sẽ lành bền hơn dòng xe Lacetti. Lacetti bên em có cả số rộng nhá, có cả số động, có cả số sàn.
Đấy. Phần đồ nhựa của nó này các bác nhìn này. Đây, các bác nhìn đồ nhựa của nó rất là ok luôn này. Không bị kém xấu này. Em quay bây giờ thì thời điểm cũng chuẩn bị chuyển về tối cho nên là nó sẽ chỉ được như vậy thôi các bác nhá. Đấy, các bác xem. Máy số của xe thì đại chất luôn. Máy số của xe là mình không bàn nhá, không chê được về máy và số luôn các bác ạ. Không chê được về máy và số chiếc xe này luôn. Đây, phần nóc của xe là căng đẹp nhá, sơn xi bóng vượt cả con luôn. Đây, em quay gần ở phía sau. Đây, đèn cũng vậy này, đèn rất là trong này. Đây có cam lùi nhá. Đây logo rồi tên của chiếc xe là vẫn còn đầy đủ. Đây các bác xem, sơn của xe rất đẹp luôn. Na răng đúc nguyên bản theo xe. Đây, các bác xem đồ nhựa bên ngoài của xe nó không bị mất màu này và không bị ố vàng đúng không ạ? Rất ok luôn đây này. Đấy đúng không ạ. Đây phần tắp đi cánh cửa đây các bác này. Nhìn rất là tươi và sáng. Nói chung là chất lượng của chiếc xe này thì ok rồi. Các bác chỉ bàn về giá thôi nhá. Đấy, còn xe thì không cần phải bàn nhiều đâu. Ở trên đây thì em cũng đã quay và giới thiệu các bác mình thông tin. Đã quay rõ và cho thông tin tương đối đầy đủ rồi. Các bác cần thêm thông tin video hoặc là hình ảnh thì mình hãy kết nối Zalo nhé. Đấy, cột kèo, tất cả cột kèo xe là còn nguyên hết, không bị mất đinh nào cả. Keo chỉ của xe cũng vậy. Các bác biết thì khi mất keo chỉ thì tất nhiên là phải bị va chạm. Đấy, bị đâm đụng thì mới mất keo chỉ đúng không ạ? Keo chỉ vẫn còn thì chiếc xe đó hoàn toàn là không bị đâm đụng gì các bác nhá. Đây, keo chỉ là cái đường đây cái đường được lối ở phần mép này các bác này. Các bác mình xem video của em nhiều thì các bác cũng biết là keo chỉ của chiếc xe nó là cái gì đúng không ạ? Đây, đồ nhựa, đồ da của xe vẫn ok. Đấy, bốn cánh cửa của xe là chưa bị tháo các bác nhá. Móc chốt quá sáng đẹp này. Rất sáng đẹp này. Đấy, bộ ghế da của xe trên giữa trước sau hoàn toàn đẹp. Bên đây có tú khí và bên kia cũng vậy nhá. Xe trang bị có hai tú khí an toàn. Đấy, phần tắp lô của xe đây các bác nhìn cho em đẹp chưa? Đúng không ạ? Bình thường một số vị trí chỗ này thì nó sẽ bị kém đi rồi, nhưng mà chiếc này của em vẫn còn rất đẹp luôn này. Đấy, âm thanh hay các bác nhá. Màn hình sắc nét. Thành nghe rất là chuẩn luôn. Hiện tại thì không có mạng. Chỗ này là có mình cắm thẻ SIM ở đây nhá. Mình cắm thẻ SIM ở đây. Mình cắm thẻ SIM và cắm USB ở đây nhá. Để vào mạng đúng không ạ? Đấy, có cả CH Play luôn các bác ạ. Mình có thể là tải một số ứng dụng mà con mình thích. Đấy, đây là cái hình ảnh của chiếc xe các bác nhá. Đấy, rất sắc nét luôn. Có khóa khiển nhá, khóa khiển nguyên bản theo xe. Và nhìn đây các bác thấy cái vô lăng như nào rồi đúng không ạ? Vô lăng của xe rất là xịn sò. Vô lăng đẹp như vậy thì chỉ còn một điều rằng là chiếc xe chạy không nhiều đúng không ạ? Chạy rất ít thì vô lăng đẹp đẹp như vậy. Các bác có so sánh với một số những mẫu xe khác tại người ta đang bán thì các bác biết. Các bác cứ bảo người ta chụp cho cái vô lăng. Đấy. Chụp cho vô lăng gửi cho các bác để các bác xem là vô lăng đẹp xấu thì mình đánh giá luôn. Đấy, lốp sơn của xe rất bóng này các bác này. Đèn pha hai bên rất trong luôn. Rất là trong. Đấy, thân vỏ căng nét các bác nhá. Cam kết cho các bác luôn là thân vỏ không lỗi. Kính của xe bọc dán rồi. Đấy. Kính của xe cũng bán rồi. Kính của xe vẫn là kính xịn. Đây, mặt cái lạ ga lăng của xe là không bị gãy vỡ gì nhá. Đấy, không bị gãy vỡ gì cả.
anh có xem rất là trong này, rất là bóng này, soi được gương luôn này. Đấy, chữ Mr. Trump ở trên biển soi được xuống dưới luôn này. Có chế độ cục gương tự động nhá, bốn tính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng các bác nhá. Đấy, cái sơn bóng đẹp này các bác này. Để đóng cửa lại cho các bác mình xem nốt. Dòng này chạy rất là đầm luôn. Các bác đã từng chạy thì chắc các bác biết là giờ này chạy sướng như nào đúng không ạ? Chạy nó rất là đầm nhá, độ cách âm cách ồn của xe cũng rất là tốt. Đây, thân vỏ đây. Dòng này thì đồ đạc phụ tùng nó rất là rẻ rẻ rồi đúng không ạ? Sẵn có rất là nhiều. Rất là sẵn có. Đây, gầm sàn của xe được đẹp, chỉ có hiện tượng là bản thôi. Đấy, phanh ABS có đủ nhá. Đây, gầm đây. Nó nhìn này. Các bác thấy xe ok không ạ? Rồi, các bác xem máy và gầm bên kia. Các bác nhấn like. Đấy, nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ nhá. Ủng hộ em. Đây là động cơ, với động cơ máy 1.6 thôi. Đây, máy khô khan sạch sẽ. Máy đại chất luôn. Máy đại chất nhá. Nhưng chìa khóa bát là máy nổ luôn. Rồi các bác xem cho em phần gầm nữa này. Đây phần gầm nữa này. Vâng thì chiếc xe này của em cũng đã quay xong, đã làm clip xong. Các bác thấy chiếc xe ưng, thấy chiếc xe hợp lý với các bác, hợp với túi tiền, hợp với lại nhu cầu công việc, hợp với gia đình thì mình hãy gọi điện trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại là 0938586307 và 0389000555, hai số hotline, hai số chính. Các bác nhá, các bác có thể lưu lại để mình tiện liên hệ. Các bác hãy kết nối Zalo để được xem thêm hình ảnh video và một số những khác. Đấy, mọi thông tin thắc mắc các bác Zalo. Và về giá thì bên em đã đưa lên. Đấy, giá bên em đã để lên, đưa lên bên phần tiêu đề. Thì các bác mình hãy nhìn vào đó và có một cái giá tốt hơn nữa. Ngoài cái giá đưa lên thì các bác cứ alo nhá. Đấy, alo. Đấy, kết nối theo hai số điện thoại này. Địa chỉ 90.2 Trần Trinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Zalo, Facebook, YouTube bên em cùng theo hai số đó nhá. Đấy, có mua bán, trao đổi, xin gửi hỗ trợ trong góp, giao xe trên toàn quốc. Các bác không đến xem xe được, bên em sẽ giao xe, ship xe, chuyển xe tới tận nhà các bác, tới tận cổng nhà các bác luôn để các bác xem. Mình xem xong ưng thì lúc đó chốt, không ưng bên em đánh về. Ở video về chiếc xe này thì em đã quay xong. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác vào những chương trình video lần sau nhé.